phương Tây khó chịu khi Ukraine lãng phí đạn pháo. Trong khi phương Tây đang nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine mở chiến dịch phản công mới, thì Kiev lại tập trung những gì họ có vào mặt trận Bakhmut. Theo New York Times, Mỹ và các đồng minh châu Âu đang dốc sức viện trợ bất cứ quả đạn pháo nào họ có được để cho Ukraine, thì Kiev lại lãng phí chúng. Quân đội Ukraine thay vì dồn sức cho chiến dịch phản công mùa xuân, lại tung vào mặt trận Bakhmut mọi thứ họ có. Hiện tại, thành phố chiến lược Bakhmut nằm ở vùng Donetsk, gần như bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn sau hơn 8 tháng giao tranh. Quân đội Ukraine đang cố gắng giữ phần còn lại của phía tây thành phố, trong khi đạn dược của họ đã gần cạn kiệt, Times đưa tin. Một chỉ huy lữ đoàn Ukraine làm nhiệm vụ phòng thủ Bakhmut nói với tờ Times rằng họ thiếu đạn pháo trầm trọng. Một số quan chức Mỹ và châu Âu lo ngại Ukraine đang sử dụng hết hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày trong trận chiến ở Bakhmut với tốc độ quá nhanh. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến dịch phản công mùa xuân đã được lên kế hoạch trước đó. Cũng theo New York Times, các đồng minh của Ukraine kỳ vọng chiến dịch phản công sẽ tạo ra bước ngoặt đối với cuộc xung đột. Lầu Năm Góc được cho là đã bày tỏ quan ngại với Kiev về điều này, đồng thời cảnh báo Ukraine về việc lãng phí đạn dược ở Bakhmut. Theo New York Times, Mỹ và các đồng minh không dự trữ đủ đạn dược cho một cuộc chiến tranh tiêu hao với Nga. Để bù đắp thiếu hụt hiện tại, chính phủ Anh đã thành lập một lực lượng đặc biệt chuyên đi thu mua lại đạn pháo do Liên Xô chế tạo trên khắp thế giới. Trong khi đó, Mỹ và một số nước châu Âu đang cố gắng mở rộng dây chuyền sản xuất đạn pháo đến mức tối đa. Một quan chức Lầu Năm Góc mô tả đây là nỗ lực cuối cùng của họ, bởi vì phương Tây không có đủ đạn dược để theo kịp cách quân đội Ukraine đấu pháo với Nga trên chiến trường. Còn theo Times, kho dự trữ đạn pháo của NATO đang xuống mức rất thấp và sẽ mất nhiều tháng để có thể bù đắp lại sự thiếu hụt này với điều kiện dây chuyền sản xuất được mở rộng. Mặt khác, nếu không có sự hỗ trợ của pháo binh, hàng trăm xe tăng, xe bọc thép phương Tây vừa vận chuyển cho Ukraine sẽ trở nên vô dụng trên chiến trường. Các quan chức giấu tên nói với Times rằng thương vong của quân đội Ukraine sau một năm xung đột đã vượt qua sức chịu đựng của Kiev. Với hơn 100.000 binh sĩ bị thương hoặc thiệt mạng, quân đội Ukraine đang đứng trước sự lựa chọn sống còn, đó là tiếp tục giữ Bakhmut hay bảo toàn lực lượng cho chiến dịch phản công. Mặc dù phía Mỹ đã nhiều lần hạ thấp tầm quan trọng của Bakhmut, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky quyết định giữ thành phố này bằng mọi giá. Theo quan điểm của ông Zelensky, việc tiếp tục dốc sức bảo vệ vào Bakhmut sẽ giúp làm cạn kiệt nguồn lực của Nga và ngăn quân đội nước này tiến xa hơn về phía Tây. Chuyên gia quân sự Kamlen Rand, cựu trợ lý tổng thư ký NATO về đầu tư quốc phòng và hiện là chuyên gia quốc phòng tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, nói với tờ Times rằng Tổng thống Ukraine đang tiêu tốn quá nhiều máu và đạn dược ở Bakhmut chỉ để cầm chân lực lượng Nga. Giải pháp này sẽ kéo Ukraine vào một tình huống mà về lâu dài sẽ có lợi cho Nga, và bây giờ rất khó để thoát ra khỏi đó, ông Rand nhận định. Tây Ban Nha tăng gần gấp đôi nhập khẩu LNG Nga. Tây Ban Nha trong năm qua tăng 84% lượng nhập khẩu LNG từ Nga, trở thành khách hàng hàng đầu ở châu Âu với khí đốt hóa lỏng của Moscow. Dữ liệu từ nhà điều hành lưới điện Tây Ban Nha Enagas LA cho thấy, nước này từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 2 năm nay nhập khẩu 61.344 GWh khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga, tăng hơn 84% so với 33.305 GWh cùng kỳ trước đó. LNG Nga chiếm 14% tổng nguồn cung của Tây Ban Nha trong giai đoạn này, tăng 6,2% so với năm trước đó. Madrid chỉ nhận khí đốt Moscow dưới dạng LNG, bởi tập đoàn năng lượng Neltry Energy Group SA đã ký hợp đồng 20 năm với nhà cung cấp JAMA LNG của Nga cho đến năm 2038. Tây Ban Nha cũng là khách hàng mua LNG Nga hàng đầu của Liên minh châu Âu trong gần 3 tháng đầu năm nay, theo là Pháp và Bỉ, theo dữ liệu của Bloomberg. Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, Tây Ban Nha cũng là nước chi tiêu cho dầu và khí đốt Nga lớn nhất khối, với tổng 944 triệu euro tính từ ngày 1 tháng 1 đến 9 tháng 3. Tây Ban Nha đã phải tăng cường tìm nguồn cung LNG mới sau khi nước này xích mích ngoại giao với Algeria, nhà cung cấp khí đốt lâu đời cho Madrid. Algeria ngày 8 tháng 6 năm 2022 đình chỉ hiệp ước hữu nghị với Tây Ban Nha sau khi Madrid thay đổi hoàn toàn lập trường về vấn đề Tây Sahara, theo hướng ủng hộ quan điểm của Maroc trong tranh chấp với Algeria. Theo Bloomberg, thực tế Tây Ban Nha tăng mua LNG Nga cho thấy châu Âu vẫn phụ thuộc vào năng lượng của Moscow bất chấp các nỗ lực cắt giảm. Năm 2022, xuất khẩu LNG Nga sang châu Âu tăng 30%, dù Moscow giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống xuống mức tối thiểu. Tháng trước, LNG Nga chiếm 16% tổng lượng nhiên liệu nhập khẩu vào Tây Âu, trong khi Mỹ cung cấp gần 1/2. Sự phụ thuộc của Madrid vào LNG Nga có thể khiến giới chức EU chú ý khi các chính trị gia kêu gọi cắt giảm nhập khẩu năng lượng Moscow do xung đột Ukraine. Tuần trước, Giám đốc Năng lượng EU Kari Simpson kêu gọi các thành viên ngừng nhập LNG Nga, nói rằng các công ty châu Âu không nên gia hạn với Moscow sau khi các hợp đồng hiện tại kết thúc. Châu Âu đã áp đặt lệnh trừng phạt chưa từng có và nỗ lực giảm phụ thuộc năng lượng Nga để phản ứng với chiến sự Ukraine. Nguồn thu lớn từ xuất khẩu năng lượng được coi là một trong những trụ cột giúp kinh tế Nga đứng vững trước lệnh trừng phạt phương Tây trong năm qua, dù sức ép sẽ dần tăng lên trong tương lai. Vũ khí đặc biệt giúp Ukraine lập trận địa, phục kích chặn đà tiến của Nga.
Ukraine đã sử dụng loại mìn có thể giải từ xa RAM để lập ra trận địa nhằm phục kích các đơn vị của Nga ở Donbass, khiến đà tiến của đối thủ bị chậm lại. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, việc Ukraine sử dụng hiệu quả loại mìn chống tăng RAM đã giúp ngăn chặn các cuộc tấn công dồn dập của Nga ở mặt trận Donetsk. Phía Anh lấy ví dụ về trận Vreda, khu vực ở phía nam Bakhmut, khi Ukraine đã dùng mìn RAM chặn được đà tiến của Nga, trong một số trường hợp còn khiến đối thủ chịu thiệt hại. Theo tình báo Anh, Nga trong 3 tháng qua chưa thể xuyên qua được các phòng tuyến và trận địa mìn RAM của đối thủ ở Vreda. Hệ thống mìn chống giáp từ xa do Mỹ viện trợ là đạn lựu pháo 155mm chứa 9 quả mìn chống tăng. Khi quả đạn được bắn trên một khu vực trống, những quả mìn nhỏ sẽ bay ra nằm rải rác trên mặt đất. Điều này có nghĩa là các lực lượng Ukraine có thể đặt mìn từ xa thay vì bằng tay như các loại truyền thống. Phạm vi giải mìn RAM có thể kéo dài từ 47 km, cho phép Ukraine nhanh chóng tạo trận địa mìn, ít gây rủi ro cho nhân lực phải đi giải trực tiếp bằng tay. Được phát triển lần đầu vào năm 1980, RAM có thể được phóng bằng cách sử dụng lựu pháo M109, M198 hoặc M777 và có thể được kích hoạt trong khu vực đối thủ kiểm soát và mốc thời gian đã định sẵn từ trước. Không có bất cứ cách đối phó nào với trận địa mìn hiệu quả hơn phương án buộc phải phá thiết bị bắn ra nó. RAM là một phần trong gói hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine từ đầu cuộc chiến. Đến tháng 1 năm nay, Mỹ đã gửi khoảng 10.200 quả mìn RAM cho lực lượng của Kiev. Anh cho hay, Ukraine sử dụng chiến thuật phóng mìn lên khu vực phía trên và phía sau các đơn vị đang tiến lên của Nga, đẩy lực lượng Moscow vào thế tiến thoái lưỡng nan và gây hỗn loạn khi các phương tiện của Nga cố gắng rút lui. Các đoạn video quay từ hiện trường cho thấy các thiết bị Nga bị phá hủy liên tiếp khi cán phải mìn RAM trên chiến trường. Khi rơi vào trận địa mìn, thiết giáp Nga sẽ vướng phải thế kẹt và rất khó xoay sở trong tình huống chiến đấu dữ dội. Trong một số trường hợp, các quân nhân Ukraine sẽ chờ phía Nga dọn đường qua một bãi mìn để tiếp tục khai hỏa RAM, biến khu vực Moscow và xử lý thành một bãi mìn mới. Điều này ảnh hưởng lớn tới tiến độ tác chiến theo kế hoạch của Nga, để phía Moscow vào rủi ro rơi vào trận địa phục kích của đối thủ. Mìn RAM đã trở thành một hệ thống vũ khí rất hiệu quả, có thể triển khai nhanh chóng, nâng cao khả năng Nga xâm nhập vào một khu vực cụ thể. Nó không chỉ ảnh hưởng tới khả năng cơ động của thiết giáp Nga cũng như năng lực hỗ trợ tác chiến, mà nó còn gây ra hiệu ứng tâm lý, ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu của phía Moscow. Chuyên gia quân sự Philip Ingram, cựu quan chức tình báo Anh, nhận định với Newsweek. Quân đội Mỹ-Hàn tập trận vượt sông gần biên giới với Triều Tiên. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận vượt sông với sự tham gia của nhiều trang thiết bị hạng nặng. John Hap ngày 15 tháng 3 đưa tin, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận vượt sông tại khu vực Chonchon. Chonchon là khu vực biên giới với Triều Tiên, cách thủ đô Seoul khoảng 62 km về hướng Bắc. Cuộc tập trận có sự tham dự của 400 binh sĩ, hai trực thăng tấn công Apache cùng 50 thiết bị công binh hạng nặng. Theo quân đội Hàn Quốc, một cuộc tập trận này góp phần tăng cường năng lực phối hợp và tận dụng trang thiết bị lẫn nhau của quân đội hai nước đồng minh. Cuộc tập trận này là cơ hội để tối đa hóa khả năng tương tác của các thiết bị vượt sông của Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời giúp các binh sĩ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của liên minh, một quan chức quân đội Hàn Quốc khẳng định với giới truyền thông. Trong cuộc tập trận, các binh sĩ công binh đã nhận được sự yểm trợ từ trực thăng tấn công cùng các trang thiết bị tạo khói ngụy trang. Một cây cầu phao bắc ngang qua sông Injin rộng khoảng 180m đã được quân đội Mỹ và Hàn Quốc xây dựng lên sau cuộc diễn tập. Trước đó, vào hôm 13 tháng 3, quân đội hai nước đồng minh Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận Freedom Shield là chắn tự do lớn nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Cuộc tập trận này được tổ chức với mục đích răn đe Triều Tiên được bắt đầu ngay sau khi Bình Nhưỡng phóng thử hai tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm. Giới chức quân sự Mỹ cho biết cuộc tập trận là chắn tự do sẽ kéo dài 11 ngày, bao gồm nhiều bài tập huấn luyện khác nhau nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa hai quân đội đồng minh trong các hoạt động tác chiến đường không, đường bộ, đường biển, trên không gian, trên mạng cùng các hoạt động tác chiến đặc biệt khác. Nhiều vũ khí hạng nặng của Mỹ và Hàn Quốc sẽ tham gia vào cuộc tập trận này và nhiều hoạt động bắn đạn thật cũng sẽ được tổ chức. Từ giữa năm 2022, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã diễn biến hết sức căng thẳng do hàng loạt vụ thử tên lửa và bắn pháo ra biển của Triều Tiên. Để đáp trả, Mỹ cùng các nước đồng minh trong khu vực cũng liên tục tiến hành những cuộc tập trận hợp đồng với chủ quy mô lớn với mục đích răn đe Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 4 tháng 3 lên tiếng chỉ trích Mỹ vì đã cùng các đồng minh tiến hành hàng loạt các hoạt động quân sự, qua đó làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ukraine tuyên bố hạ cường kích Su-24, buộc phi công Nga nhảy dù ở Bakhmut. Quân đội Ukraine cho biết các binh sĩ thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 của nước này đã bắn hạ một cường kích Su-24 của Nga tại khu vực Bakhmut. Trong một thông báo được đưa ra hôm 15 tháng 3, văn phòng báo chí thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 mang tên Kronija thuộc quân đội Ukraine tuyên bố các binh sĩ của đơn vị này đã bắn hạ một cường kích Su-24 của quân đội Nga tại khu vực Bakhmut. Trong đoạn video trên, cường kích Su-24 của Nga đã trúng đạn và rơi xuống đất trước khi phát nổ và bốc cháy dữ dội.
viên phi công Nga đã bung rủ tất khỏi máy bay trước khi cường kích này lao xuống đất. Su-24 là một máy bay cường kích tấn công mặt đất, được thiết kế và chế tạo bởi các kỹ sư Liên Xô vào giữa những năm 1970. Cường kích hai động cơ này được điều khiển bởi kíp lái hai người và có thể bay trong mọi điều kiện thời tiết. Phụ thuộc vào từng nhiệm vụ, tốc độ và tải trọng, phạm vi hoạt động hiệu quả của Su-24 nằm trong khoảng từ 600 đến 1.200 km. Cường kích này cũng đạt tốc độ tối đa 1.315 km/h khi bay trên biển và 1.654 km/h khi bay trên đất liền. Cường kích Su-24 được trang bị nhiều loại vũ khí uy lực, bao gồm tên lửa dẫn đường bằng laser KH-25ML, tên lửa không đối đất KH-29 hay tên lửa đối hạm KH-31. Ngoài ra, Su-24 cũng có thể mang theo nhiều loại bom như AB-100, AB-250M54 và AB-500M54, bom tầm nhiệt ODAB-500M, bom bi RBK-250 hoặc thậm chí là một quả bom hạt nhân chiến thuật. Để tăng cường năng lực tác chiến tầm gần, cường kích này được lắp đặt thành các súng máy GSH-23 hoặc rocket S-24B cỡ nòng 20mm. Tính đến nay, hơn 1.400 máy bay Su-24 đã được sản xuất và đưa vào phục vụ trong không quân nhiều nước trên thế giới. Tại Nga, Su-24 đang dần bị loại biên từ năm 2010 và được thay thế bằng máy bay Su-34 có tính năng tiên tiến hơn. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 3 tháng 3 khẳng định, một cường kích Su-34 của quân đội Nga đã bị lực lượng phòng không nước này bắn rơi tại khu vực gần thành phố Nikopol. Theo một số nguồn tin, máy bay rơi gần thành phố Enakivo sau khi trở về từ một nhiệm vụ chiến đấu ở gần khu vực được Nga kiểm soát tại Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.